Rồi, em chào mọi người nha. Hôm nay em lên video dành cho những ai không có thời gian xem live. Do cúp điện mọi người, cúp điện ở trong nhà nên em quay bên ngoài đường nha. Giới thiệu thì hơi kỳ tí nha. Em này là Lacoste này, mọi người luôn kiếm đúng không? Cái này là size 40.5 nha, Lacoste nha. Đây mọi người, mình để nó hơi bị mỏng đây tí xíu thôi, không có sao nha, tại vì đế nó rất là dày. Đây một con Lacoste nha, và đặc biệt em này là made in Thái Lan nha mọi người nha. Mọi người thấy không, made in Thái Lan thấy không? Đây đẹp, rất là đẹp luôn. Đó, mọi người cần thì mọi người em sẽ để số điện thoại của em á dưới phần mô tả, mọi người cứ kết bạn hoặc là điện cho em trực tiếp cũng được, cho em địa chỉ và em đi hàng nha. Rất là dễ luôn, size 40.5, Lacoste made in Thái Lan nha, khá xấu nha. Đây bây giờ không có thời gian quay từng đôi cho mọi người thôi, vì hôm bữa có quay nhiều nhưng mà cũng ít ai chốt hơn là livestream, nên em bây giờ em sẽ quay một đôi hai đôi gì thôi nha mọi người nha. Đó, em này của Lacoste nha. Cái phần này hơi mờ tí nha mọi người nha, cái này là báo trước hơi mờ tí xíu. Mà hàng này đẹp nha, của Thái nha mọi người nha, mới rất là mới luôn. Đây đẹp, rất đẹp luôn. Mọi người chốt thì cứ kết bạn Zalo số điện thoại ngay phần mô tả, hoặc là mình cứ điện trực tiếp cho em cũng được. Cái đuôi 50 á, em có gắn phần dưới á, dưới phần mô tả mọi người nha, bên trong là nó đẹp nha. Ở xuất sắc là có chính hãng nha mọi người nha, nó có chính hãng. Đây rồi vậy nha. Rồi em chào mọi người, đẹp quá, đẹp luôn.